Theo anh em á thì tình trạng của cái cặp bao tai này là đã có nên thai hay chưa? Đây, Vinh cho anh em xem cận cảnh của nó nè. Đây là một cái mẫu bao tai đồ chơi Spider nè. Sau một thời gian sử dụng lâu dài thì anh khách có chia sẻ là cũng đã hơn 1 năm nè. Cùng ảnh chịu nắng, chịu mưa, chịu gió, chịu sương biết bao nhiêu cung đường. Thì hiện nay thì nó đã bị mòn, gần như là nó muốn mất hết những cái vân ở bên trên đây luôn rồi nha mọi người. Đó nè, mất vân luôn nè. Vân nó bằng với lại cái bao tai bên dưới luôn. Cảm giác bây giờ sờ vô nè, đó, nó cực kỳ dơ luôn anh em. Đây là những cái vụn của cái cao su khi nào nó bị mòn, nó rớt ra khi mà chúng ta gờ vào. Cái thứ hai nữa là cái bao tai này nó đã giãn nở quá mức rồi, nó dẫn tới một cái hiện trạng á là nó bị chín ra luôn. Đây, coi nè, dặn xuống nè, đó, nó nhả lên rất là chậm, là lý do là cái bao tai này nó bị nở ra, cho nên là nó dính vào cái cục cù này. Tình trạng này rất là nguy hiểm nha anh em, lỡ mà chúng ta đang lên ga mà chúng ta quên hay cái gì đó có thể bị kẹt ra, vô cùng nguy hiểm luôn. Đó, cái tiếp theo nữa là cái bao tai này nó đã bị giãn nở quá nhiều thì nó sẽ bị tình trạng xoay vòng vòng nè anh em coi nè. Đó, ống ga thì hết rồi nhưng mà bao tai nó vẫn xoay vòng vòng, đó, xoay trước xoay sau luôn nè. Đó, chứng tỏ là cái cặp bao tai này nó đã mòn quá mức quy định của nó rồi. Thì sau khi nhận thấy được cái vấn đề này á, thì ảnh đã quyết định thay một cái cặp bao tai mới cho cái xe của mình nè. Nó được an toàn hơn, nó được đẹp hơn và cầm nắm nó cũng tốt hơn. Lần này là ảnh lựa chọn một cái mẫu bao tai khác cho xe của mình nha anh em. Mẫu này là HG88 của nhà Racing Boy. Đó, thì đối với mẫu bao tai này là 150k. Anh em mua sẽ được miễn phí công khai, tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa. Vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn nè. Đó, bơm bánh xe luôn. Bây giờ tiện thể mình sẽ lấy cho anh em coi nè, kiểu dáng gai của nó nè. Đó, đó, nhìn vô là anh em thấy được liền luôn cái sự khác biệt giữa một cái mẫu bao tai nó đã bị mòn gần như là mất hết gai nè, với là một cái mẫu bao tai. Và cái kiểu dáng gai này nó cũng khác với lại cái kiểu đầu của bạch đi nữa. Đối với lại cái kiểu gai này á thì nó sẽ có những cái mẫu gai nhỏ đưa lên như thế này, nó rất là bám tay và đặc biệt nhất nó sẽ massage cho cái lòng bàn tay của mình. Những anh em nào mà thường hay đi xa đi tour đồ này kia sử dụng những cái mẫu bao tai này á, nó sẽ hạn chế cái tình trạng bị tê tai và ra mồ hôi tai nha. Cái bao tai đồ chơi này thì vô cùng dễ ráp luôn, anh em phải tháo cục gù ra, sau đó dùng dồi hơi xịt để lấy cái phần bao tai cũ ra, tiếp tục là cho cái phần bao tai mới vào, là sau đó là ráp phần gù vô, thế là xong một bên nè. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt qua bên cái phần ống ga nè. Bên ống ga cũng làm với một cái cách tương tự như vậy, nhưng mà anh thợ vô cùng có tâm luôn nha. Nhận thấy cái phần ống ga có hơi dơ cho nên anh đã sử dụng dung dịch chuyên dụng để rửa cái phần ống ga trước rồi mới ráp bao tai mới vào. Và đây chính là thành quả sau khi chúng ta thay bao tai, quá đẹp đúng không anh em? Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái công đoạn gắn bao tai. Các bạn thấy những cái mẫu bao tai đồ chơi này á, gắp cho hầu hết tất cả các dòng xe đều vô cùng đơn giản luôn nha. Xe nào cũng sử dụng được những cái mẫu bao tai này hết. Và sau khi gắp xong nè, anh em thấy nhìn cái ghi đông nó mới hơn hẳn luôn. Đặc biệt nhất là cái kiểu dáng gai này nè. Đó, êm lắm nha các bạn. Quan trọng đây, anh camera lại gần đây, mình muốn cho các bạn xem. Quan trọng là giải quyết được cái vấn đề mà lúc nãy mình nói bị dính ga nha. Đó, bây giờ là trơn tru lại rồi nè, không còn bị dính ga như là cái bao tai hồi nãy nữa. Không chỉ có riêng một mã Racing Boy mà bên mình còn có nhiều mã bao tai khác của Racing Boy, ví dụ như mã HG36 nè, mã HG55 nè. Và nếu anh em không thích thương hiệu Racing Boy, bên mình còn có nhiều cái hiệu khác lắm, ví dụ như là Daytona nè, Arai, CRG hay là Barracuda. Nói chung và bên mình rất là nhiều những cái mẫu bao tai đồ chơi. Anh em muốn đi những cái mẫu bao tai nào, tìm hiểu những cái mẫu bao tai nào, giá cả bao nhiêu, cứ comment bên dưới hoặc là ghé trực tiếp lại shop 2 bánh. Bên mình sẽ luôn có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Bởi vậy sếp Vinh thường hay chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop 2 bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Clip giới thiệu bao tai tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.